Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay ra bè chiến đấu với bạn ơi. Hồi lúc trước mình với đẹp câu ở đây nè, vừa đậu xuồng vô đây, cá con chó bành kino, trời ơi, nó sủa, nó nhảy xuống xuồng luôn. Hai anh em mặc xinh bét luôn. Trời này câu cũng ngon. Thôi, sáng ông Tư à. Tư à. Ai chai chu cha bữa nay cũng chảnh đi bán cá. Vậy bữa nay phải câu khúc dưới đây rồi, chứ khúc dưới kia đang bán cá. Sáng nay mới có cần thủ ra câu cá. Mới có cần thủ à, chứ thường thường hồi nắng lên cũng đông lắm. Sáng này nước chảy cạn. À, càng thủ à. Này mấy chú chủ bè sáng đi vớ cá với cho cá ăn mà. Bữa nay chắc hai anh em mình chiến ở khu này. Rồi, bắt đầu hai anh em mình chiến khu này tại cái khu quyền thoại của mình khúc trên kia bữa nay bán cá vậy nè. Trời ơi, mình mới xuống con cặn một bạn. Cá ăn câu kìa. Mới con cặn một à. Ủa nhanh thiệt chứ. Ủa không? Có chừng dính cho mẹ. Cái gì? Trời ơi. Còn. Bự không? Hồi mới có cần một chưa đầy phút nữa. Đạt mới thả cần câu xuống cái đầu vừa đi tới đây là cá ăn. Cái gì trời. Nương nương hồi ơi. Đừng kéo ngang căng quá đứt dây cá còn mà. Thả còn có nấy nhấp chấm hồi ra không? Trời ơi. Mình đang dắt mồi nè bạn, mới có được cục nè. Em kéo ra đứt. Nhấm nhóc hồi thử ra không? 30 giây nhạy thiệt chứ. Thôi để xử lý cái này các bạn ơi, tranh thủ mình xuống cần tiếp. Trời ơi. Bó tài chứ. Có ghen đâu lại im ghe à. Đó. Hốt luôn đi. Sảy sảy chữ quan sát nha, nãy sảy con à. Hả? Ừ, sông nhằn không ơi. Ừ. Cá bự chạy nặng chạy. Sáng nay làm ăn không được chú ơi. Giật hai lần sảy hai lần luôn. Cần này cá ăn nữa các bạn. Sao im ghê rồi. Cần này mới sảy nãy, gọi lên luôn nè ơi, được rồi đó. Bự không? Im ru vậy, đừng nó sảy nữa nha. Còn không? Ô cũng bự nha. Lên cá mày. Vậy mà nãy sảy. Nãy sảy con. Đừng đâu sảy nữa, tao chữ cho banh xác. À, cũng ngon mà, con này ký mấy á. Ừ, con đầu tiên bà chà bá rồi nha. Con luôn ghế đó, giờ tao phải lên hàng bự. Con lành, con lành. Dính thôi. Có thì dừng dãy xong á. Dễ gì. Còn cái câu trong miệng nữa mà. Ờ, nó dính dày nữa, vậy dễ sức quá. Hàm dưới hả? Ừ, cái sao cá bữa nay nó ăn dính hàm dưới mép cũng xíu. Hai con đầu tiên sảy rồi. Chắc nước nó chảy quá, nó ăn gà giờ nước nó chảy quá. Táp một cũng chừng. Nè, giải thích theo cách khoa học quá ta. Đó, đó. Đó, giờ quay bạn xem đạn giật cá bì dinh nè. Tại giờ ta đang cho ăn bạn, hạn chế cũng lên bè. Hai anh em ngồi dưới xuồng. Thấy nó nổi đầu nè.
Cá Vinh bự bự không ạ? À? Đó. Quất mấy cái coi. Xe im ru rồi, hết mồi rồi. Ở gần nắng cá ăn kìa. Rồi cái đó không nổi nè. Trời ơi, viên đá này làm ăn không nhăn chạy lúc mình quay phim thì giật quảng dính. Lúc quay phim giật cá phát một dính bạn. Đó đó đột sát bên. Ừ, không ổn, không ổn à. Đó, nó nổi lên đó đó. Thức ăn cứng không kìa. Đó, trời ơi. Ôi, không được rồi, sáng kéo cá thì xảy hoài, câu cá giật lên cũng không dính gì hết. Không được rồi, hôm đi chơi bù nhí giống đâu á. Đó. Đó. Giật mấy phát dính vô trong nhét. Nó nhìn nó nhét nó khùng lắm. Mấy cá này nó chảy qua biết nhiều trận chiến với mấy cần thủ dữ lắm rồi khùng. Những thứ ăn uống nha Đạt. Đi hết rồi. Được, Đạt làm ăn không được mà. Thường tím cá ăn mà. Thường tím huyền thoại mình đó. Nãy giờ dính mấy con chỗ này mình quay phim không kịp. Bởi nó luôn đi. Là nó kéo ngồi dưới như chằn quá. Rồi mày. Ồ bự à bự à. Ồ bự à nha, bự nha. Lên mày. Đây có rụng dây chằng nguy hiểm quá. Rồi dướng dây chằng rồi cũng bự kìa, dướng dây chằng à. Thấy nó kìa. Trời ơi, dướng dây chằng. Thật đau lòng quá. Xuống ngoài xuống. Ừ, xuống ngoài đúng rồi, đúng rồi. Xuống. Gà. Hên quá. Tính nó xảy chứ. Con này kiếm mấy à? Phần trầu rồi nè. Ủa dính mép chút xíu rồi trời. Nguy hiểm quá. Ủa anh đem cái vợt nữa, ghê chứ. Ê cha cha cha. Đạt đi lại tú lần kia rồi. Quên đem cái vợt. Dính mép một xíu bạn ơi, xíu sảy rồi. Ê cha. Này hơi khó bắt bạn, thông cảm nha. Dính mép một chút xíu à. Để bỏ cái đuôi nó mới được. Đi à. Ê. Mua dậy mày.
Đi hả mày hả lì. Mừng quá. Đạt lo đi câu cá mà Vinh nữa mà. Quên đem có giật lại. Chà bá. Con này chắc khoảng 1,5 kg. Trùm ánh quá đã quá đã. Bóng ơi, trắng bóc à. Con lành con lành. Cái gì mới quá đã nè. Mấy con kia nhỏ nhỏ quá đã không nổi. Đó, vô mày. Con này cá ăn mạnh. Quen quen đó, đó. Cá bự quá sao nhổng bèn không nổi ta. Sảy giờ ôi dính dính cá nhỏ trời ơi cái xác thả mày luôn vậy mà làm quá xác hả đi đi mày làm sao quất nữa là tôi đưa mày vô nồi luôn đó. Mới rèn rèn thì sao gú rù à. Cá này ăn kiểu la xét này thấy sắp ốc này. Đó 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 đó. Quen quen quen. Cá này chắc nhỏ giống bự. Đưa mình lên bờ luôn cho rồi. Kéo con cá không cảm giác luôn trời. Cá bự quá. Thôi mày. Hãy thả con cá sát ra đừng nó dính cá sát nữa nha. Trời ơi. Đau lòng quá đi mà. Ủa thiếu rất là phi. Chứ thế ngoài. Con cầu bè này nguy hiểm quá. Cá nhỏ quá. Cái dồ. Vậy nó cũng phá mồi mình được hay chứ. Nè đi mày. Chạy mệt quá. Chạy tới ổng kéo mẹ vào đếm lên. Ừ, nghĩa cá hồ 90 kg. Cái này lên vô đếm nè. Mình chạy tới chưa kịp bạn. Con này khoảng 2 kg. Ủa con tảo này ngon nhất trời, ba con rồi. Lúc ngày cá bông lau không có nên chuyển qua câu cá mà. Ồ quất con vô đếm này đã ha. Tôi chừng. Nó ba con Đạt. Bàn Đạt của này đi câu tôm. Ồ dính mép nó dễ thì xảy nổi. Dính như chăn mắt nó luôn à. Bà con nè, bữa nay về hổ mang chúa, muốn ăn gì là nấu cho ăn rồi. Bữa nay về hổ mang chúa nó cho ăn không dở. Ảnh lên được 3 con vô đéo rồi. Gần này dính được 2 ẻm luôn rồi. Đứng đầu sảy ai ngại lụm 2 ẻm luôn. Ủa quạt mình đi tới cái niềm ghe ra sao thôi. Lấy luôn ai ngờ đâu dính 2 ẻm. Đó đã không. Con bự con nhỏ. Ôi 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 ôi. Chú đằng kia nó ghen nữa kìa. Đó đó đó. Qua. Đó mà. Chú đó đó. Đó cầu đắng kìa. Đó đó. Ô ô cá bự à quạt đầu câu. Dạ. Chú đằng kia quạt đầu câu kia nữa. Vô. Dính được 2 con luôn. Đây đỡ lại đi. Lại con lụm cần đằng kia. Cần đằng kia nó đã ăn đằng kia. Đó. Bắt đầu câu rồi. Quất lượt 2 cần liên tiếp.
đeo cái điện thoại này giống như bà bầu các bạn. Đi ẩn. Các bạn nào ở ngoài thấy mình đeo mình đi các bạn cười lộn ruột luôn á, tướng đi như bà bầu á. Sợ nó cũng đó. Mày hả lị. Bượm đây. Lên mày. Ô, bự gà, con này cũng bự nha. Đó, bự. Ồ, cũng được, chứ không bự lắm. Ký mấy? Mày hả lị cẩu mày lên luôn. Ồ. Đã các bạn. Cảm giác quá đã. Vô. Con này dính mép không xảy nổi. Bữa nay mình có một chuyện, bây giờ mình về sớm nữa, tranh thủ về sớm nữa. Đây. Vô mày. Ba ẻm. Bữa nay em đi câu mà con quên đem theo cái gọng cá nữa mới ghê. Ra tới chợ tàu nhé. Ba ẻm à. Mới gửi cá không nhé, còn mới thả xuống lụm nữa mà. Đó, thấy đã không? Mày hả lì. Ghen quá, cá bự không mà ghen quá trời không biết nữa. Bạn con Hugo chạp ba lửa cái kìa. Rồi, dở con câu lên thấy nhẹ hiệu. Cá nhỏ. Rồi mày. Thu đưa mày vô nồi luôn rồi. Đâu vậy? Lên. Trời ơi, cá. Ô cái này. Ồ, cái này cá sát, cá dứa bự mà. Cá này bắt được rồi. Cá kho lạc ngon lắm, cá dứa. Quá đã. Cá sát bự gì là bự lắm rồi đó. Ngon lạnh. Câu cá ăn nữa bạn, mới đây ăn nữa đó. Để Đạt ra kéo giùm mình. Dạ. Nó, trời ơi, kéo câu như hiều vậy. Cái trăm mấy à. Bự không, bự không? Ôi, cũng coi cũng được. Ôi, cũng bự à Đạt. Sảy cá chữ tan nát coi nè, chụp cái đuôi, chụp cái lưỡi câu nó quặt vô cái chùm nho mà em chụp kiểu đó. Cái mấy cái lưỡi câu kia nó quạt nó quay nó móc vô tay em á. Ừ, cũng ngon ha. Được. Câu này nãy giờ bỏ lia lịa. Cái giò á. Cái giò. Tôi thấy cái giò của nó. Cầu được đi câu lòng kéo cá cho mình luôn mà. Ảnh cũng thường xem kênh của mình lắm. Ở đâu? À nè hả? Ở Vĩnh Long á. Vĩnh Long. Anh kêu lên sùm đó mình tính đâu ai không à. Ừ cũng được ha. Cũng được lắm. Ngon lành. Trời ơi, cái giò đường ngộn có con nó không thèm rút lại nó nhịp nhịp dở lên chạy cắm đầu luôn á. Quá đã. Ủa Đạt có đem cái túi lưới lên không nè? Rồi đây đây em á. Để giùm mẹ em. Rồi anh. Nãy là nó kêu mình anh hai mình tính đâu ai mà không biết. Đại vô thùng đi. Quá anh bỏ đại vô thùng giùm em. Cần này mới thay mồi lụm nữa mà. Em kéo xích ngoài chứ anh sợ nó dính cái lưới bè. Sáng sảy hai con liên tiếp rồi, sáng kéo là hai con đầu tiên sảy. Ồ, hai con luôn. Ồ, quanh đã quá đã. Cũng được kìa, cái con cá sát nó dính kìa. Dính cái lưng. Nó lại nó dạo chơi, rồi cái con nó ngóc cái lưng. Cá sát, về kho tiêu ăn bá cháy bồ chét. Cần đó cá mới ghen mà. Reng. Rồi lại đưa nó lên bờ luôn Đạt.
lên. Trời ơi, cá. Cá này quá đã không nổi. Đạt toàn là câu cái dính cá bên lớn nữa không ạ. Còn người ta kéo con cá thì chị đời nổi không? Cái anh với Vĩnh Long ạ. À. Nãy kéo cá cho mình, giờ anh đang lên cá anh à. Ô. Cha vô đấy mà đã. Ba xa bạn, câu ba xa. Ô bự ha. Dễ dễ cao lên chút nữa. Ồ, quá đã, quá xa bành kỳ. Con lạnh, con lạnh. Tụi nó cũng 2 ký mấy à, 2 mấy 3 ký á. 3 ký. Quá trời, cá quá xa. Ồ, đã rồi. Chà bá lửa. Có dấu hiệu cá ăn rồi này. Mình đi ra sao nó im ghe. Quen quen. Sắp ốc không? Kêu quá thì kêu luôn, đi ra im ghe. Đó 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 đó. Mày lại đưa mày lên bờ luôn. Cá sao dở tay là không cảm giác hết trời. Bự quá trời bự, dở là không cảm giác. Trời ơi, cá cũng được, không bự mà không nhỏ. Ngon lành. Ê, rồi. Tên 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 gớt đây luôn các bạn. Nó buồn như con chuồn chuồn chứ. Rồi bây giờ hai anh em mình về các bạn ơi. Bây giờ mà chỉ có khoảng 12 giờ chưa à. Mình về để qua quay phim nút thu nấu món nướng gì không biết nữa. Là nãy giờ nó gọi thoại mình là chí ché chứ. Bởi vì thôi hai anh em mình chuẩn bị về. Bây giờ nó bữa nay mình câu có nửa ngày cũng ngon lắm á. Chắc cũng 7-8 ký cá gì á. Điều bữa nay cá thì con nhỏ hung nha, mà kiểu gòi 1 ký cũng mấy con á. Rồi để hồi cái gì mình đổ cá ra cho bạn xem ha. Đây nó trong học này nhá, có chừng. Bữa nay em đi câu á, mình quên đem theo cái túi lưới. Túi lưới này, túi lưới câu tôm của con Đạt này mượn đỡ nè. Ở trong học này nhiều lắm, rộng trong học này nè. Giờ cũng 12 giờ mấy nha. Cái bè này dài tới đây hết bạn, nhưng mà ở khúc dưới nữa, khúc dưới là nghe nói là họ cũng đang làm đâu mấy cái bè nữa, nghe nói là dài một gần 2 cây số, bự hơn, dài hơn cái bè khúc trên đây nữa. Nói tiếp luôn bạn, tức là nếu mà nó xây cái bè đó xong ha, qua đó là làm xong hoàn thành là tính ra cái dãy bè từ đầu là dãy bè này tới đầu dãy bè kia là dài khoảng 2 cây mấy, gần 3 cây số. Kinh khủng không, cái dàn bè dài thăm thẳm luôn. Tại riêng cái dàn bè này không cũng đã 1 cây mấy số rồi, cái dàn bè kia bự hơn cái dàn bè này nữa. Nghe nói dàn bè kia cũng 1 cây mấy, gần 2 cây số. Tính ra 2 cái dàn bè này nhập lại là gần 3 cây mấy số. Quá trời luôn, sau này câu cá bao la bắt ngát luôn mà ơi. Giờ gặp này xong tiền xong lớn nữa. Bên đó cũng có cái bè nữa đó, nhưng mà bên đó cá ít lắm, cá dầu đếm mà. Mình đều dầu đếm như nhỏ 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 mà, bên đó đó. Rồi, giờ mình chuẩn bị tới bên phà. Tới bên phà xa xa đó là phà, bên đó là cồn Hội Xuân. Phục Nha Măng. Rồi mình về tới nhà các bạn. Giờ để Thu đang lấy cá ra nè. Nãy để lại cho Đạt 2 con để Đạt nó còn chua. Bữa nay cá cha nói chung con roi cũng nhiều. Đó mấy con bự bự nè. Con khoảng tầm 1 ký á, cũng nhiều ha. Gì mà ba nào đây ba. Bên đó là con cá ngát á. Cá ngát này Đạt cho Thu để dành làm món quá quay phim. Mà chưa biết là làm món gì. Cá ngát nó cũng khoảng 1 ký. Con tôm dính đó mà. Cái này cá giò bự bự không nè. Khoảng 1 ký, 1 ký không nhiều ha. Đó. Ủa.
Thêm hai con kia nữa, hai con đạt cũng cộng trọng mập mập. Hồi nói về Hugo, chưa có Hugo. Đạt cho con cá mì dinh nữa kìa. Đó. Nói chung bữa nay trúng à, chứ không có giỡn nha. Bữa nay câu có nửa ngày như đây là quá ngon rồi đó. 7-8 kg ít gì, 8 kg là tệ. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video khỏe nha. Rồi tôi lướt con Đạt á, lấy gì mang Đạt xuống chảnh.